Năm 2019 đó, rất là nhiều đơn vị nhảy ra làm cái này nhưng mà hoàn toàn không có kinh nghiệm, nó dẫn tới là bà con sử dụng thiết bị không có biết về vấn đề kỹ thuật nên làm sau 1-2 tháng là gỡ bỏ hàng loạt. Mình xin tổng hợp những cái vấn đề sau để bà con rút kinh nghiệm. Và cái thứ nhất là cái vấn đề lấy mũ. Khi mà mình lấy mũ quá nhiều ở đầu mùa thì cái nhất là những vườn lấy mũ sớm thì cái tàn lá nó đang phát triển mà mình lấy mũ quá nhiều nó sẽ làm cho cái cây của mình suy ngay thời điểm đầu tiên, thì nó sẽ rất là nguy hiểm là sau này cái lượng mũ nó sẽ không có tăng được nhiều, nó không ổn định là nó không tăng nhiều khi mà sử dụng áp khí. Vì vậy mình khuyến cáo đầu mùa thì bà con nên làm theo cái hướng dẫn của mình, theo cái quy trình của mình là cái lượng mũ đầu mùa cái tháng đầu tiên á, mình chỉ tăng từ từ so với cạo truyền thống thôi chứ mình không có thể nào mà tăng vọt được. Nghĩa là tháng đầu tiên thì mình có thể là mình chỉ tăng tầm khoảng 20% so với cạo truyền thống cùng thời điểm. Tháng hai mình sẽ tăng lên từ từ so với cạo truyền thống cùng thời điểm đó, thì từ từ cái lượng mũ nó sẽ, cái cây thứ nhất cái cây nó có, sẽ có sức và đồng thời là nó sẽ tạo ra cái lượng mũ tăng ổn định cho mình và nó giữ được cái độ, nó không bị tụt độ. Còn nếu bà con nào mà lấy cái mũ mà nhiều vào đầu mùa thì mũ sẽ rất là nhanh tuột, đến khi mà cái cây nó bị tuột cái độ mũ hơn là cái độ cạo truyền thống á, thì nó sẽ gây tác dụng là cái cây bắt đầu xuống sức và nó sẽ tiếp tục, nó nếu mà mình tiếp tục cái liều lượng khí đó thì nó sẽ bị giảm mũ và giảm độ, thì đến lúc nào đó cái độ giảm quá thấp đi thì sẽ không còn, khi mà cái độ mũ nó giảm á, thì nó sẽ kéo theo cái sản lượng giảm luôn, sẽ đến một lúc nào đó là cái vườn cây của mình nó không còn cho cái hiệu quả kinh tế nữa, nên bắt buộc là những bà con đó là phải tháo bỏ cái phương pháp phí. Nếu mà lúc đó mình giãn ngày là mình nâng cái sức cây lên và độ nó tăng từ từ lên thì cái vườn cây nó sẽ ra sản lượng như cũ, nhưng mà do nhiều bà con không nắm vững cái kỹ thuật á, nên đến khi mà giảm mũ giảm độ mà người bán cũng không có biết về cái phương pháp này nữa thì dẫn đến tình trạng là chỉ có bà con chỉ có nước cỡ bỏ thôi. Cái vấn đề thứ hai á, là vấn đề vị trí vườn khoan. Cái phương pháp áp khí á, thì nếu mình đóng khí vô trong cây thì nó sẽ ảnh hưởng tới vùng da đó theo bề mặt thẳng đứng, nên nếu mà mình khoan quá nhiều ở một vùng da thì nó sẽ dẫn tới là vùng da đó nó dễ bị tình trạng là bị suy yếu, và nếu mà gặp nước mưa vô nữa thì khi mà độ giảm nữa thì nó, cái vùng da nó rất là dễ bị hư hỏng và bị thối, nó dẫn tới là khi mà chuyển qua mùa khô thì cái cây mình rất là nham nhở, rất là xấu, rồi có nghĩa là nó sẽ bị nứt ra da rất là nhiều nếu mình khoan dày đặc đó. Thì nên cái phương pháp này thì bà con lưu ý là mình phải chuyển đổi cái vùng da liên tục, là có nghĩa là giống như là mình đóng áp khí ở đây là sau tháng sau mình sẽ dời ngang qua để mình chuyển đổi cái mặt thẳng đứng của nó, mình dời ngang qua và mình dời ngang qua tiếp như vậy á, thì cái lỗ khoan á nó sẽ lành rất là nhanh, nó không bị tình trạng là nó bị thối vùng da, nứt vùng da đó. Và phải duy trì cái độ nó phải cao hơn độ cạo tầm khoảng 2-3 độ đó, thì nó đảm bảo là cái vùng da cây mình nó phát triển tốt nhất và cái sản lượng mũ nó ổn định nhất, nó đều đặn và đồng thời nó sẽ tăng từ từ cho đến và sẽ giữ cho. Vì vậy nên cái việc mà mình khoan á, thì mình khoan là nên khoan một hàng hoặc là tối đa là hai hàng, và khi mà mình chỉ sau ít nhất là 3 tháng mình mới dời lại trên cái vùng da cũ của mình, trên cái vùng da mình áp khí mà lần đầu tiên đó, thì nó mới đảm bảo được cái sản lượng mũ ổn định mà không ảnh hưởng cây. Còn như năm ngoái thì rất là nhiều đơn vị họ khuyên là mình sẽ khoan chỉ trong cái vùng che mưa thôi, thì dẫn đến nhiều bà con là cứ ngại dời cái chén qua, thì cứ khoan dày đặc trong vùng che mưa thì nó ảnh hưởng là tới là cái sản lượng mũ giảm nè, rồi cái vùng da cây đó rất là xấu, nhìn rất là xấu, nó không phục hồi được, nó phục hồi mất thời gian rất là lâu đó. Còn nếu mà mình chuyển á, thì cái da cây của mình nó nhanh chóng phục hồi và nó đùm lại cao hơn cái mặt cũ nữa, nó phát triển to hơn so với là mình cạo truyền thống. Một cái vấn đề nữa mà bà con thường hay gặp cũng tương đối là phổ biến là đối với những cái dòng cây mà lấy hoa da mỏng á, thì nếu mà bà mà cái thân gỗ nó cũng tương đối là mềm, nếu mà mình khoan mà mình không chú ý về cái mũi khoan và cái độ sâu của mũi khoan, nó nhiều bà con khoan rất là mạnh hoặc là cái mũi khoan không có mài đúng cách thì nó sẽ dẫn tới là cái vết thương nó sẽ đi sâu vào cái thân gỗ,
thì cái dấu hiệu nhận biết đó là cái lỗ khoan đó nó sẽ rỉ ra cái nước vàng của cái nước của cái thân cây á, và nó sẽ không có lành lại đó, thì nó sẽ không có lành lại cái vết thương phía trong cái thân gỗ. Sau đó cái lớp da cát nó sẽ bịt lại cái lỗ khoan, da cát nó làm nhanh nó bịt lại lỗ khoan, nhưng mà cái ở trong cái thân gỗ đó cái vết thương nó vẫn còn, nó dẫn tới tình trạng là nhiễm trùng ở trong đó và nó sẽ xì mủ ở trong đó ra, nó dẫn tới là mủ nó sẽ trong thân gỗ nó xì và nó bị bít lại rồi nên mủ không thoát ra ngoài, nó dẫn tới là cái vùng da cây đó nó sẽ bị tình trạng là áp xe mủ phía trong và mủ sẽ đẩy ra một cái mảng da bên ngoài. Nên khi bà con thấy những cái kiểm tra là sau khi đi khoan mình quan sát cái vết thương của nó, nếu mà nó chảy mủ vàng là mình nó chảy cái nước vàng là mình biết là cái đó mình khoan quá sâu rồi, mình nên coi lại cái mũi khoan của mình và cái cách thức mình khoan. Khi mình khoan mình sẽ không dùng lực, mình chỉ khoan nhẹ tới ở mức vừa phải là mình rút. Thì cái phương pháp này á, không cần mình khoan sâu vào lớp da lụa đâu, mình chỉ khoan vừa tới lớp da lụa là mình có mũi khoan nó vừa dừng lại là mình nên rút ra. Và nên chú ý là cái vấn đề là mũi khoan của mình á, là phải được mài đúng cách từ những cái đơn vị mà những cái kỹ thuật viên mà họ đã có kinh nghiệm. Khi gặp những cái cây mà bị cái tình trạng như vậy á, là có cái mủ nó cục mủ nó nằm đùn ở cái lớp da đó, thì cách thức xử lý là mình sẽ đặt cái lớp da đó ra, mình lấy cục mủ đùn ra, mình sẽ cắt bỏ một số cái vùng da bị hư xung quanh và mình sẽ trát cái mỏ bơ cây Vaseline vào cái vết thân để cho nó nhanh chóng nó đùn, thì cái lúc đó thì cái cây của mình nó sẽ hồi phục nhanh. Còn nếu mình để cái tình trạng mà mủ đùn đó thì cái nước sẽ ngấm vô trong cái vùng da cái mủ trong đó và nó sẽ gây tình trạng là thoái hóa, nó sẽ dễ bị thối hoặc là ảnh hưởng nhiều tới gỗ. Nên cái phương pháp này đòi hỏi cái mình phải chú ý và cái người hướng dẫn của mình phải nắm được kỹ thuật để mà cung cấp cho mình những trang thiết bị phù hợp. Vấn đề nữa mà mình cũng thấy rất là khách hay gặp, nhất là khu vực Cù Đăng, đó là vấn đề là cái bôi Vaseline vô cái vết thương. Thì như các bạn biết á, cái Vaseline nó chỉ bôi vào cái vết cào phạm, có nghĩa là mà phạm vào thân gỗ, mình bôi trên thân gỗ để cho nước mưa nó không thấm vào đó, để giúp cho cái thân gỗ của mình nó không bị đen và nó chống lại cái xâm nhập của nước mưa, chống lại cái sự xâm nhập của các loài nấm vi khuẩn. Thì nếu mà mình bôi trên da cây á, thì mà vào mùa mưa á, thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng á, là cái da cây của mình nó sẽ bị không có thở được. Không. Cái da cây của mình chúng ta tiếp. Còn khi á, mình bôi cái Vaseline vào một cái phần da cây mà bôi vào mùa mưa á, nó sẽ dẫn tới là cái vùng da cây đó nó sẽ bị trắng bao phủ bởi một cái lớp mỡ, nó không có trao đổi không khí được với môi trường bên ngoài và đồng thời là nước mưa nó ngấm ở trong cái vùng da đó, nó sẽ gây ra tình trạng là bị thối cái vùng da đó và dễ bị nấm mốc. Nên mình cũng gặp một số rất là nhiều vườn ở Bù Đăng là họ cứ khoan xong là họ sẽ chét mỡ bò đầy ở phía cái vùng da khoan đó, thì nó dẫn tới cái tình trạng là khi mà trong mùa mưa là nó sẽ bị nấm rồi bị thối cái vùng da đó. Nên bà con lưu ý là việc mà mình chét cái Vaseline nó chỉ là dành cho cái vết khoan hoặc là vết cạo phạm gỗ thôi, và mình chỉ làm nên làm ở cuối mùa mưa là mình mới trét để cho da cây nó lành đó. Còn nếu mà trong mùa mưa mình làm á, thì mình chỉ bôi cho những cái vết phạm gỗ và mình không được bôi lan ra ngoài cái vùng da của mình. Nên bà con lưu ý cái vấn đề về bôi Vaseline để cho mở bôi cây làm sao cho hiệu quả và tránh những cái tổn thất đáng tiếc do không có hiểu rõ về cái vấn đề mà mở bôi cây. Còn nếu mà mình dùng cái máng á, mà mình test cái Vaseline đó để mình mủ nó không chảy lem ra ngoài á, thì mình chỉ dùng một cái lớp mỏng thôi, mình chét ở mức tiếp giáp rất là ít thôi chứ không phải là mình chét lan thì nó sẽ ảnh hưởng cái da cây, mình chỉ chét rất là ít thì nó không ảnh hưởng, tại mưa nó cũng trôi đi phần đó. Nếu mình chét lan và chét nhiều á thì cái lớp mỡ bò nó nhiều quá thì nó sẽ làm cái mưa nó không trôi được và nó sẽ làm cho cái da cây nó sẽ... Vấn đề thứ tư là cái về vấn đề mà thơ không làm cái phương pháp khoan lấy mủ. Thì cái vấn đề thơ không, nếu mà bạn sử dụng cái cong cạo mà chuyển sang khoan lấy mủ thì rất là khó khăn, tại vì cái cong cạo người ta quen với công việc cũ, cái nếp sống cũ, cái giờ giấc cũ. Khi mà bạn chuyển qua cái cách thức này
thì một người mới hoàn toàn, họ trở thành một cái người mới hoàn toàn trong cái công việc khai thác cao su, thì họ rất là bỡ ngỡ và họ sẽ rất là nản khi mà họ làm sai, hoặc là họ phải bị chỉnh sửa này bị chỉnh sửa kia. Thì chỉ cần sau một hai lần là cái công đó họ sẽ phản đối, họ sẽ nghỉ không làm, và người chủ sẽ gặp vấn đề rắc rối về công. Nên khi mà sử dụng phương pháp này thì những vườn mà hơi công thì nên chuyển đổi từ từ, chứ không nên làm ồ ạt, có nghĩa là mình chuyển đổi từ từ 1 hectare để cho công cán họ làm quen, và từ từ khi mà họ thấy được cái hiệu quả và cái công việc nó nhanh chóng thì họ sẽ chuyển qua họ làm rất là tốt. Mình hơi công ngoài không liên quan công cạo đó, còn nếu mà hơi công cạo thì họ sẽ khi họ chuyển qua cái vấn đề mới thì họ sẽ thấy là khoan nó lúc đầu cắm ống nó lâu, hoặc là đóng nắp cát nó lâu, hoặc là như thế nào đó, thì họ rất là dễ bỏ dở và họ sẽ không làm nữa. Vì vậy có một số vườn là họ mướn công, mướn tới tháng thứ 5, tháng thứ 6, sau đó họ làm không hiệu quả, công họ nghỉ, họ chuyển qua họ làm, thì chỉ trong vòng 1-2 tháng thì cái số tiền mà chủ vườn họ tự họ làm á, thì cái số tiền thu được lại còn hơn cả cái số thu nhập mà cái công họ làm vài tháng trước đó. Là chứng tỏ là khi mà làm đúng cách và đúng phương pháp thì cái người chủ vườn họ có sự tận tụy, tận tâm và có trách nhiệm thì cái hiệu quả thu được rất là cao. Còn nếu mà mình thuê công làm mà công họ chuyển qua một công việc mới họ không thích thì họ sẽ làm cách này hay cách khác làm cho cái vườn mình nó sẽ không hiệu quả. Nên vì vậy nên chủ vườn nên cân nhắc cái việc mà chuyển đổi công giữa cái phương pháp cạo truyền thống qua cái công. Vấn đề phân bón cho cái vườn cây khoan đáy mũ, thì cái vườn cây khoan đáy mũ nó khác với cái vườn cây cạo truyền thống ở một điểm là vườn cây cạo truyền thống khi mà bạn bón một cái lượng phân bón, cứ càng bón đến một mức độ nào đó sản lượng nó tăng, nhưng mà đến một mức độ nào đó thì chẳng hạn như tăng tới 1 tấn 2 đi thì nó dừng lại, nó không tăng nữa, thì bạn bón có nhiều phân hơn thì nó cũng không có tăng cái sản lượng. Nhưng mà đối với vườn khoan lá mũ thì nó hoàn toàn khác biệt, khi mà bạn bón càng nhiều phân bón thì sản lượng mũ nó sẽ càng tăng nhiều và độ nó sẽ càng tăng nhiều. Nên đối với vườn khoan lá mũ, nếu mà bạn muốn một cái sản lượng tốt thì bạn nên bón phân nhiều hơn, thì cái lượng cái chi phí phân bón đó, nó sẽ chỉ chiếm một phần ít so với là cái tiền mũ mà bạn thu được. Nên nên bạn chú trọng là cái phần phân bón. Còn bón phân như thế nào thì mình cứ theo cái quy trình của cái kỹ thuật của tập đoàn cao su, điển hình là năm 2012 đó, bạn cứ theo cái đó. Và nếu mà có dư tiền thì mình tập trung mình bón phân hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn cái vườn cây cho mình, tại vì lúc đó cái vườn cây của mình nó sẽ phát triển được cái vấn đề về những cái vi sinh và những cái côn trùng, nó có ích cho cái vườn cây và nó giúp phân hủy cái lá, nó tạo cái lượng đạm lớn cho cây trở lại. Và đây là một cái công cụ mà đo cái độ pH của đất. Thì vườn cây cao su có một đặc điểm là mình bón phân hóa học quá nhiều đi và nó không có tạo ra một cái hàm thực vật giữ đất cho cây, và nên nó dẫn tới cái tình trạng là nó bị xói thoái hóa đất, nên cái độ pH từ từ nó sẽ giảm và nó sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Thì mình nên là đo độ pH rồi mình sẽ bón cái lượng phân bón với cái thành phần nó phù hợp để nó nâng độ pH lên, hoặc là có một số vùng để nó giảm độ pH xuống để mà cái cây của mình nó đạt cái sự sinh trưởng tốt nhất và cái mang lại cho mình. Phương pháp khoan lấy mũ thì nó sẽ, nếu mà mình muốn gia tăng cái sản lượng của cái vườn cây thì mình sẽ biết, mình phải cần biết cái khoảng độ nào mà cái vườn mình nó sẽ cho năng suất cao nhất, thì nó đòi hỏi cái người kỹ thuật phải có kiến thức. Thì các bạn có thể là mua hàng ở bất cứ nơi nào của đại lý nào của mình, hoặc là nhưng mà các bạn cần cái biết cái cách thức nào làm sao cho cái lấy được cái lượng mũ mà tối đa hiệu quả cho vườn cây thì có thể add Zalo số 0898500860, rồi sau đó các bạn có thể là chụp hình và nhắn gửi cho mình những cái thông số lượng mũ và cái độ mũ để cho mình theo dõi, rồi mình sẽ tư vấn về kỹ thuật cho nó tốt và giúp cho cái vườn cây của mình đạt cái sản lượng cao nhất mà có thể.
Như năm ngoái thì rất là nhiều đại lý ra lấy một số hàng bên ngoài thì nó dẫn tới là cái sản phẩm có vấn đề về chất lượng sản phẩm. Vì vậy năm nay á thì bên mình là cái sản phẩm nó sẽ có một cái mã số thì nên khách hàng sử dụng thì có thể là xác nhận bằng cách là gọi điện lên cái số tổng đài theo số là 1900 989920 hoặc số 098 0898500860 và nhắn cho mình cái mã số đó và cái nơi mua hàng để mình kiểm tra là có đúng phải là sản phẩm bên công ty mình cung cấp hay không. Và vấn đề khí là bên mình có tem, trên cái tem đó có ghi là trọng lượng của bình và khí và cái lượng khí trong bình, thì trên bình nó sẽ có thêm một cái số ghi bằng sơn trắng cái khối lượng của bình, thì từ đó mình có thể sau khi xài mình có thể là mình sẽ biết chính xác được cái lượng khí trong bình có đúng hay không. Nên bà con khi mua thì cũng nên quan sát là trên cái bình tem nhãn đầy đủ để tránh cái trường hợp mà không phải là hàng bên mình cung cấp. Nếu cần thì nên gọi điện thoại hoặc là Zalo nhắn tin để xác nhận, để bên mình xác nhận là có đúng đó là có phải là cái sản phẩm mà bên mình cung cấp hay không, để nhằm giúp bà con đạt được cái hiệu quả như mong muốn, tránh trường hợp mà mình mua những cái khí không có đúng cái độ tinh khiết, nó làm giảm hiệu quả của mình trong quá trình mà mình sử dụng.